Đào Vĩ Sơn đều thất bại vận chuyện ma tiết, từ xa nhà cửa để chuẩn bị đón một năm mới ấm cúng bên người thân và gia đình. Riêng các dinh miếu tại đây, họ cũng chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền truyền thống chào năm 2017. Các tứ linh long, lân, quỳ, phụng tượng trưng cho mỗi xóm được đưa xuống biển để thử lại mực mà người ta thường gọi là con nước ghe đi như thế nào. Đối với dân Lý Sơn, ba ngày Tết chỉ là nợ là giúp ông bà về đón xuân, sum họp cùng con cháu sau một năm làm ăn vất vả, xa nhà. Với họ, ngày lễ hội đua thuyền truyền thống mới thực sự là ngày Tết cổ truyền tuyệt vời. Theo đó, lễ hội đua thuyền truyền thống diễn ra định kỳ hàng năm từ mùng 4 Tết đến ngày mùng 8 Tết. Quay lại một con quà mà ăn kìa, quà mà ăn.